Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Chúc các bạn tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Tiền nhân dạy rằng, nếu thấy phụ nữ có một trong 9 cái nét tướng sau đây thì chớ nên lấy làm vợ. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đó là những cái nét tướng nào nhé. Kết hôn là một việc trọng đại của đời người, cho cả đàn ông và phụ nữ. Bởi lẽ, đàn ông khi lấy vợ khắc phu có thể tán gia bại sản, bị cắm sừng, có khi còn trả giá bằng tính mạng của mình nữa. Một người phụ nữ có tướng tốt sẽ là quý nhân của chồng, là nguồn động lực cho chồng, đồng hành và hỗ trợ chồng trên con đường phát triển, công danh sự nghiệp, mang lại hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Biết được tướng tốt, tướng xấu của phụ nữ giúp đàn ông chọn cho mình được một người bạn đời vượng phu, ích tử, đồng thời giúp phụ nữ biết được một số yếu điểm để cải thiện phần nào cái nhân tướng của bản thân. Bởi vì tướng do tâm sinh, mà tướng thì tùy tâm diệt. Muốn thay đổi hình tướng thì chúng ta cần phải thay đổi tâm tướng. Như thế tài vận sẽ ngày càng tốt hơn và có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân phù hợp. Vậy thì phụ nữ có tướng như thế nào là khắc phu? Chữ khắc ở đây có thể hiểu thành nhiều nghĩa. Nhẹ thì hàm ý vợ chồng xung đột, gia đạo sóng gió, ốm đau bệnh tật, công danh sự nghiệp trắc trở. Nặng thì biểu lộ sự hung hiểm xảy đến cho người chồng, có thể dẫn đến kết cục cuối cùng là cái chết. Sau đây là 9 tướng phụ nữ đặc biệt khắc chồng mà các bạn nên lưu ý nhé. Đầu tiên là tướng mũi. Mũi là cung phu tinh và là tín hiệu của sự tốt xấu đối với chồng. Nhìn vào mũi có thể biết được người chồng của đương sự ra sao. Vậy tướng mũi như thế nào bị coi là tướng khắc phu? Có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết. Đó là tại sống mũi có sẹo, dọc sống mũi này có sẹo này, có đường gân máu hoặc là vân ngang. Phụ nữ mà mang những cái nét tướng này ấy, thì không chỉ làm hại sự nghiệp của chồng, mà có khi còn ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an nguy của chồng nữa. Sống mũi có khí sắc xanh, xanh mà lại chạy luôn tới ấn đường này, hoặc là có đường vân hình móc câu, thì tâm tính của người phụ nữ này rất là tàn nhẫn. Chẳng những sẵn sàng đoạn nghĩa phu thê khi bất hòa, mà còn có thể đi đến chỗ mưu hại, hạ độc thủ với chồng khi bị cơn giận làm mất ý chí. Sống mũi sắc nhọn như lưỡi dao, sân căn có sợi máu rất nhỏ chạy thẳng lên giữa trán. Đây, từ sân căn lên giữa trán đều là những cái dấu hiệu khắc phu tương đối nặng. Nhìn chính diện thấy sống mũi chúng xuống so với lưỡng quyền, chúng đây này, phần sống mũi thấp hơn hai bên lưỡng quyền đấy, và trên sống mũi có nhiều lằn ngang thì là dấu hiệu vận gia đình không tốt. Một là chồng trăng hoa, hai là vợ có tính nẳng lơ, dẫn đến vợ chồng sớm phải chia ly. Tướng khắc phu thứ hai là yết hầu lộ. Phụ nữ mà có yết hầu lộ thì chủ về gian truân, trì trệ, cũng là tướng khắc chồng điển hình. Sẽ có nhiều cái tai họa thị phi xảy ra trong quá trình vợ chồng chung sống. Thứ ba là tướng xương lưỡng quyền cao. Đó, gọi là quyền cao ấy. Ngạn ngữ Trung Quốc nói, nữ tử lưỡng quyền cao, sát phu bất dụng dao. Tức là phụ nữ lưỡng quyền cao, giết chồng không cần dao. Nhưng mà các bạn cần lưu ý là không phải tất cả các kiểu lưỡng quyền cao đều xấu nhé. Có những cái dạng lưỡng quyền cao lại là quý tướng đấy các bạn ạ. Không phải cứ lưỡng quyền cao là xấu đâu. Lưỡng quyền cao chỉ thực sự xấu khi có đầu nhọn lên, nó phải nhọn lên này. Nhìn ấy, chỉ có xương mà không có thịt, hướng như là đâm lên trên đôi mắt này, đi với xương mũi gồ lên nữa, trơ xương đấy. Mặt thì toàn xương sẩu, thân thể thì gầy guộc, gọi là khô chân gân mặt đấy, trông như phù thủy ấy. Đây mới đúng là ác tướng. Chủ vận số cô độc khắc phu rất khó có khả năng sinh nở đó. Thứ tư là tướng đi. Tướng đi thì lay động uốn éo như rắn bò. Người có cái dạng tướng này ấy hay giả vờ lắm, không có cái tinh thần trách nhiệm, độ tin cậy đối với những người này thấp đó. Có thể nói họ là những con người xảo trá, cho dù làm việc hay là trong giao tiếp đều gây cho người khác cái cảm giác khó tin cậy. Làm bạn với những người này phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận, nếu không thì dễ chuốc lấy phiền toái, cho dù là chồng cũng vậy thôi đó. Thứ năm, tướng lông mày. Đó là cái lông mày có bề ngang quá hẹp, trông như sợi chỉ. Khi nói năng mà lông mày cũng
bất động như lúc im lìm ấy, thì đây là người bất cần trinh tiết nhé, dâm đãng, lông mày mọc ngược mà đầu lông mày giao nhau ấy, là tướng bần cùng khắc họa chồng con. Thứ sáu là tướng mắt, mắt lộ lòng trắng bốn xung quanh quá nhiều, đây là tướng của phụ nữ lòng lang dạ sói, tâm địa không lương thiện, chúng ta vẫn gọi là mắt lộ tam bạch tứ bạch ấy. Thứ bảy là tướng trán, trán lệch, cùng trán là lệch lõm này, mà lại có xoáy, có vệt dọc nữa, giữa thiên trung, thể hiện sự tổn hại cho chồng. Đàn bà thì có trán thấp nhưng lại béo phì trước tuổi 30 ấy, là người luôn thích thể hiện tài cán của mình, thường can thiệp đến mọi chuyện của chồng, khiến chồng không thể chuyên tâm làm việc, làm liên lụy đến chồng. Đó cũng là một cái dạng khắc phu. Thứ 8 là tướng phụ nữ mặt dài nhưng mà miệng lớn. Đây là tướng hay thích buôn chuyện, đưa chuyện, nói dài thành ra nói dài, nói dài thành ra nói dài. Lúc đầu nói chuyện người, sau rồi nói đến chuyện mình, rồi chuyện chồng. Từ chuyện sinh hoạt từng ngày đến chuyện riêng tư, rồi chuyện làm ăn. Người này nhiều khả năng sẽ can thiệp và bộc lộ bí mật công việc của chồng, vì thế rất dễ làm tan vỡ sự nghiệp của chồng. Tuy ngày nay người phụ nữ có miệng rộng, thường giỏi giang và đạt được ít nhiều thành tích trong xã hội, nhưng mà vẫn không được cái tướng vượng phu đâu các bạn nhé. Đó, họ dù rất tài giỏi nhưng mà riêng về về vượng cho chồng là khó. Nếu mặt dài và cằm quá nhọn thì không tốt về hậu vận nữa cơ. Thứ 9 là tướng âm thanh. Phụ nữ tiếng nói như đàn ông, oang oang như lệnh vỡ, hoặc âm thanh sắc cao chói tai người nghe, lanh lảnh như cái tiếng kim khí va chạm nhau ấy, khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh xương sống, thì nhà cửa sẽ không lúc nào yên. Như vậy cũng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng và dễ sẽ phải qua vài lần đỏ. Đấy. Trên đây là 9 cái loại tướng khắc phu điển hình mà các bạn nên biết để phòng tránh hoặc sửa đổi. Chung quy lại, dù là loại tướng gì thì những người phụ nữ cốt cách thô lỗ, tính tình chủ quan, ngang ngạnh, khư khư giữ cái chủ kiến, thô tục, không chịu thỏa hiệp thì không thể tốt cho chồng được, có đúng không ạ? Chồng làm việc gì người này cũng đều không vừa mắt, cho rằng chồng làm chưa đúng và đòi hỏi chồng phải làm theo ý mình. Đương nhiên, người đàn ông đã bị can thiệp thì sự nghiệp đâu có dễ thành. Đó. Ngoài ra thì khi luận đoán về tướng phụ nữ khắc phu, ta còn cần phải đặc biệt chú ý đến chính bản thân người chồng nữa. Đó, đôi khi thì nếu như toàn thể bộ vị của người chồng tốt đẹp, nhất là trong tuổi, trong ngày sinh tháng đẻ cũng thê thiết, không có vấn đề gì, thì sự tai hại của người vợ sẽ được giảm thiểu rất nhiều. Trái lại, bản thân người chồng cả hình tướng lẫn tâm tướng đều dưới mức trung bình, có báo hiệu sẵn những cái nét xấu ở trong bát tự, trong ngày sinh tháng đẻ nữa, thì tác hại người vợ mang lại sẽ rất lớn và có ảnh hưởng sâu rộng trên mọi lĩnh vực sinh hoạt của đấng phu quân. Cho nên khi nhìn tướng, chúng ta cần phải quan sát cả hai vợ chồng và lại quan sát tổng thể các yếu tố đó. Nếu phân tích được ngày sinh tháng đẻ nữa thì càng tốt, chứ không riêng gì một người và một yếu tố đâu các bạn nhé. Đấy. Nếu chúng ta chỉ dựa vào một hai yếu tố mà đưa ra kết luận ấy, thì sẽ là phiến diện và sẽ có thể đưa ra những cái kết luận sai lầm. Nếu được thì đúng là phải phân tích ngày sinh tháng đẻ là tốt nhất các bạn ạ. Phong thủy nữa đó. Thêm một điều vô cùng quan trọng, như tôi đã nói lúc đầu, tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt. Nếu chúng ta một lòng hướng thiện, biết làm những cái việc lợi mình, lợi người, thì sẽ dần loại bỏ được những cái nét tướng xấu và thu về những nét tướng tốt cho mình. Cho nên khi xem tướng cũng giống như xem tử vi phong thủy, đều là để biết khiếm khuyết của mình ở đâu, sau đó cải tạo và sửa chữa chúng. Nếu vì nhìn thấy những điểm xấu mà sinh ra tâm lý chán nản, tiêu cực thì lại là một sự sai lầm lớn. Chỉ cần chúng ta luôn toàn tâm, toàn ý hoàn thiện bản thân, tu tâm dưỡng tính, thì khi đủ đức tất sẽ được phúc. Từ đó có thể khắc chế được những nét tướng xấu hoặc những điểm xấu trong vận mệnh của mình. Nếu thấy video này có ích, các bạn hãy chia sẻ nó tới mọi người và hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.